thương thương. Đây nè, thêm một miếng nữa nha. Mày bực bội quá đi à. Chuyện này có làm gì đâu mà bực bội. Hai đứa làm gì cũng phải vừa phải thôi. Cô nhìn còn thấy khó chịu nói gì con My. Tôi nói thiệt á, tôi là người nước ngoài á mà còn thấy chướng mắt à. Tụi con càng nghĩ càng thấy tức mà. Bực mình thiệt có chứ. Bộ bà giận tụi này lắm hả? Giận gì? Càng nghĩ tới càng thấy tức mà. Ủa sao em nói chuyện với cô kỳ cục quá vậy? Mà sao em nói chuyện với tâm ý vui vẻ lịch sự dễ thương quá vậy? Tôi thích rồi sao? Em làm cho cô tổn thương thiệt á. Em quá đáng vừa thôi á nha. Cô chỉ muốn em kêu cô là cô hay là chị thôi mà cũng khó khăn với em vậy hả? Tôi không muốn rồi sao? Quyên, hôm nay em có thấy cô có cái gì đó khác không? Có thấy. Mặc đồ già hơn. Nhưng mà quý phái. Già khú đế thì có. Già khú đế. Nè bà cô già, chưa tới giờ học, tự kiếm chỗ ngồi đi. Ai thì gọi là chị, còn ghét ai thì gọi là nè 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 nè. Cái đồ hỗn láo. Nè, xong rồi nè. Nè nè nè, cái gì mà nè, xong cái gì? Cô sao vậy? Sao sao? Bị gì vậy? Thì bài nè, kiểm tra đi. Kiểm tra cái gì? Cô đang bị gì vậy? Đang nói vô bài tập mà. Bài tập sao? Đi coi, làm sao? Tôi hiểu rồi. Ok. Sướng quá. Hôm nay Julian với cô Liễu ăn tiệc ở trên trường rồi, cho nên chúng ta sẽ có thể ăn hết tất cả những món này. Có gì đâu mà sướng. Hai người đó lúc nào cũng được đi ăn tiệc của trường, đâu như tụi mình đâu. Đúng không My? My. Hả? Làm gì thường người ra giờ? Đâu có đâu. Đừng có nói tại nhóc đó nha. Gì? Thằng nhóc học trò đó đó hả? Đó không phải mà, nó có là cái gì đâu. Em bị đá rồi chứ gì? Thôi nào. Tại vì giờ suy nghĩ tùm lum tà la xong rồi đó hả, tự mình mắc cỡ cho nên mới thấy quen quen vậy thôi chứ. Mà nhiều khi suy nghĩ thấy bực mình thiệt chứ. Giống điên quá. Nè hai người vừa phải thôi nha, nó không phải mà. Bà thích nhóc đó đúng không? Bà bị khùng hả? Tôi nói nó là không có, làm gì có. Vậy sao có gì đâu mà chối, thì thích thì mình nói. Nè đủ rồi nha. Tôi nói là không phải mà. Không phải, mình sao cái mặt đỏ lè vậy? Cái gì vậy, tại vì nồi lẩu kia. Nồi lẩu nó nằm đằng này chứ nó có nằm sát bộ đâu. Trời ơi, nó là không có rồi mà, cái người này. Bà đi nó gọi tôi chi vậy ta? Cái gì vậy? Cô đang ở quán gần nhà em nè. Ra đây nha lên. Ra làm chi? Cô kêu ra thì ra đi, không có hỏi nhiều. Nè, tối rồi kêu tôi ra làm gì nữa? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi. Đi đâu hả? Cô kêu gọi ông gì vậy? Bây giờ cô với em sẽ chơi trò chơi nói thật. Cái gì? Tối rồi còn chơi trò chơi nói thật làm gì? Bây giờ cha quay chú Mai là người đó phải nói thật đó nha. Thôi tôi không chơi đâu. Sao không chơi? Cô nói chắc là thật. Tại sao mặc dù cô là Diễm My hay đùa dở nhưng mà cô hứa với em, ngày hôm nay cô sẽ chơi trò chơi nói thật, cô sẽ nói thật 100% luôn. Cô nhiều chuyện quá đi. À,
chuyện ghê thật mà kinh khủng lắm á. Em hết chịu nổi không? Nếu vậy thôi cô đừng nói, tại tôi cũng có hứng nghe đâu. Em phải nghe em. Cô sợ em nghe xong em sốc quá, em chịu không có nổi đâu. Sốc hả? Sự thật là cô không có anh trai nào tên là Trần Diễn Phúc hết. Sốc không? Ừ, chuyện sốc thiệt á. Tiếp tiếp nha. Thôi không chơi đâu. Chơi. Em phải chơi, nãy cô vừa mới nói sự thật rồi mà. Chơi đi. Không nói thì uống, không nói sự thật thì uống. Vậy thì hỏi đi. Cô hỏi nha. Ừ. Có bao giờ em để ý tới con? Cái gì? Có bao giờ em xem cô như là một người con gái bình thường chưa? Cô bị điên hả? Có bao giờ em thích cô chưa? Cô có biết mình đang nói gì không vậy? Câu hỏi của cô khó trả lời lắm hả? Thì... khó trả lời vậy luôn á hả? Tiếp tiếp. Tới cô rồi. Thôi hỏi chơi nữa đi, cô xỉn rồi đó. Không được, cô phải chơi tiếp. Cô có sự thật muốn nói cho em biết. Khủng khiếp lắm á. Cô không phải là sinh viên của trường đại học nhân văn, mà cô là sinh viên của trường đại học dân văn. Hả? Chỉ đúng mỗi chữ văn thôi, chứ khác chữ nhân với chữ dân á. Em không tin đúng không? Em không tin đúng không? Cô biết thế nào em cũng không tin đâu. Nè, nhìn đi, dân văn. Cô xin lỗi em. Thật ra cô không có muốn giấu gia đình của em đâu. Nhưng mà đây là chuyện bất khả kháng. Cô không biết phải làm sao hết. Hôm nay cô đã nói ra sự thật này rồi. Em muốn học cô cũng được. Không thôi em cho cô nghỉ cũng được. Cô sẽ không dạy em nữa. Cô xin lỗi. Cô xin lỗi Quyên. Không có chơi nữa đâu. Nghỉ đi. Chơi nè, tới em rồi. Em phải trả lời thiệt cho cô biết đó nha. Em thích tâm mỹ lắm, đúng không? Hả? Cô hỏi là em thích tâm ý lắm, đúng không? Tôi không biết. Không biết làm sao, đúng hay không? Tôi không thích trả lời. Không thích trả lời. Chơi không đẹp gì hết. Không đúng luật. Yeah. Nè. Hôm nay cô không cần em cổng cô về nữa. Cô tự đi về. Tính tiền. Nè. Nè. Chơi tính tiền em. Làm có được gì đâu mày ơi. Mày làm sao rồi? Làm dưới trung bình không mày ơi. Ê nói kìa mày.
quên.